Giải trí là một trong những ngành công nghiệp thành công nhất của Hàn Quốc và trong thời gian gần đây rất nhiều nghệ sĩ ở nước ngoài kéo về Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội. Nhưng mọi chuyện thật sự không hề dễ dàng bởi sức cạnh tranh trong nền công nghiệp này thật sự khốc liệt. Ngay cả những nghệ sĩ lâu năm và các công ty giải trí lớn nhất cũng rất vất vả mới trụ được. Đây là Jessica Darren, ca sĩ 22 tuổi người Indonesia. Jessica đã mất 2 năm học tiếng Hàn Quốc trước khi bay sang Seoul tìm kiếm cơ hội. Giấc mơ của tôi là trở thành một ngôi sao tại Hàn Quốc. Tôi muốn được như những nghệ sĩ đã thành công ở đây. Mặc dù khá nổi tiếng ở Indonesia, nhưng từ tháng 6 vừa rồi đến nay, tất cả những gì Jessica Darren làm được là tham gia học nhảy, học hát ở một vài công ty, tham gia rất nhiều buổi tìm kiếm tài năng, nhưng đều bị từ chối. Và Jessica Darren chỉ là một trong rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài ôm giấc mộng tỏa sáng ở làng giải trí Hàn Quốc. Vài năm trở lại đây, Seoul đã trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều nghệ sĩ trong khu vực châu Á. Wang Tae-yong, một vũ công kim biên đạo múa có tiếng tại Hàn Quốc cho biết, công ty của anh có rất nhiều học viên người nước ngoài và càng ngày số lượng càng tăng. Số lượng học viên người nước ngoài tại đây đang tăng thấy rõ. Với mong muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, họ đến Hàn Quốc vì ở đây có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người trong giới, tiếp xúc với các công ty giải trí Hàn Quốc, học vũ đạo, học hát và tham gia các buổi tuyển chọn. Chi phí cho giấc mơ trở thành ngôi sao giải trí Hàn Quốc không hề rẻ. Nhiều người phải đi làm các công việc bán thời gian để có tiền trang trải. Ví dụ như Saki Watanabe, nữ ca sĩ 23 tuổi người Nhật Bản. Đến Hàn Quốc từ tháng 4 năm ngoái, ngoài giờ luyện thanh và vũ đạo, Saki làm phục vụ trong một nhà hàng Nhật ở Seoul để kiếm sống. Thu nhập mỗi tháng của cô khoảng 850 đô la Mỹ, trong đó 200 đô la phải trả tiền học, còn lại để thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Do vậy chẳng còn mấy để tiết kiệm. Dù như vậy, Saki vẫn hài lòng với quyết định của mình. Bởi vì tôi muốn học hỏi ở Hàn Quốc, nơi sản sinh ra nhiều nghệ sĩ thành công. Ở đây tôi được học từ những giảng viên Hàn Quốc, họ chỉ dạy từng động tác vũ đạo và từng nốt luyện thanh. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi. Ở Nhật Bản tôi không tìm được cơ hội như vậy, thực sự đến với Hàn Quốc là quyết định đúng đắn. Một lý do khiến nhiều người nghệ sĩ trẻ ở nước ngoài đến Hàn Quốc là nhiều nhóm nhạc hàng đầu tại đây có các thành viên người nước ngoài và họ đều được chào đón. Điển hình như nhóm nhạc Nam EXO có 4 thành viên người Trung Quốc và 8 thành viên người Hàn Quốc. Họ vừa thắng giải nhóm nhạc của năm và nhóm nhạc được yêu thích trong lễ trao giải Billboard của Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 12 vừa qua. Các nhà phê bình nghệ thuật Hàn Quốc cũng nhận định có nhiều tài năng ngoại quốc sẽ giúp cho các nhóm nhạc dễ mở đường ra thị trường giải trí thế giới hơn. Các công ty có thể tiết kiệm được chi phí đi ra nước ngoài quảng bá hình ảnh hay tìm kiếm tài năng. Họ cũng không cần tốn nhiều thời gian để đào tạo các nghệ sĩ ở nước ngoài vì đa phần đều đã có nền tảng rồi. Chỉ cần cho họ thích nghi với xu hướng và văn hóa ở Hàn Quốc là được. Tuy nhiên, khoảng cách từ giấc mơ đến hiện thực bao giờ cũng là một quãng đường dài. Không phải nghệ sĩ nước ngoài nào cũng may mắn như 4 thành viên người Trung Quốc của nhóm EXO kể trên. Thực tế, ngay cả những nghệ sĩ Hàn Quốc còn phải rất trầy trật mới gây dựng được tên tuổi. Những cái tên như Big Bang, 2NE1, Girls' Generation đều phải mất 5 đến 7 năm, thậm chí 10 năm đào tạo trước khi ra mắt mới có được thành công như bây giờ. Ngay cả khi đã nổi tiếng, họ cũng rất vất vả mới duy trì được hình ảnh bởi sức cạnh tranh hết sức khốc liệt, nhất là ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc được tập trung phát triển và mang lại một khoản lợi rất lớn cho kinh tế. Doanh số xuất khẩu các sản phẩm giải trí của nước này trong năm 2012 đạt gần 290 triệu đô la Mỹ, trong khi trước đó, vào năm 2006, con số này chỉ vỏn vẹn chưa đến 17 triệu đô la Mỹ.